Tết năm này vui thiệt là vui, đón xuân Di Lặc thật là vui ghê. Tết năm này thật là an khang, kính chúc may mắn an lành. Tết năm này ai cùng mong ước, giống ông Di Lặc miệng cười ha ha. Tết dân tràn tình người bao la, mừng năm mới chúc phúc cho mọi nhà. Tết về, Tết Tết về, ông Di Lặc cũng về, giúp mọi người sống yêu đời, ông vui cười hả hê. Tết về, Tết Tết về, bao tin lành cũng về, khắp phương trời mừng đón xuân về, bên Phật Di Lặc thành thơ. Năm này vui thiệt là vui, đón xuân Di Lặc thật là vui ghê. Tết năm này thật là an khang, kính chúc may mắn an lành. Tết năm này ai cùng mong ước, giống ông Di Lặc miệng cười ha ha. Tết dân tràn tình người bao la, mừng năm mới chúc phúc cho mọi nhà. Tết về, Tết Tết về, ông Di Lặc cũng về, giúp mọi người sống yêu đời, ông vui cười hả hê. Tết về, Tết Tết về, bao tin lành cũng về, khắp phương trời mừng đón xuân về, bên Phật Di Lặc thành thơ. Tết về, Tết Tết về, ông Di Lặc cũng về, giúp mọi người sống yêu đời, ông vui cười hả hê. Tết về, Tết Tết về, bao tin lành cũng về, khắp phương trời mừng đón xuân về, bên Phật Di Lặc thành thơ. Khắp phương trời mừng đón xuân về, bên Phật Di Lặc thành thơ. Năm này vui thiệt là vui, đón xuân Di Lặc thật là vui ghê. Tết năm này thật là an khang, kính chúc may mắn an lành. Tết năm này ai cùng mong ước, giống ông Di Lặc miệng cười ha ha. Tết dân tràn tình người bao la, mừng năm mới chúc phúc cho mọi nhà. Tết về, Tết Tết về, Lặc cũng về, giúp mọi người sống yêu đời, ông vui cười hả hê. Tết về, Tết Tết về, bao tin lành cũng về, khắp phương trời mừng đón xuân về, bên Phật Di Lặc thành thơ.
Thank you.
sinh chung tâm thành chúng con. Vẫn còn coi kết mây lành cúng dường. Đạo màu đã lan truyền nơi cùng nơi. Nhờ chân lý chúng sanh đều thoát luân hồi. Đồng quy kinh quỷ dưới đại sen. Nhân hóa thân tình kiếm màu tâm tươi tầm. Đại quan minh sáng vi hoàng trang nghiêm. Ơn mười phương điều người hào quang. Đạo đồng tôn giáo được linh tâm màu tinh thần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
con xin sám hối, con đã quay về đại sẽ. Lạy Phật, con xin sám hối, con đã không được ăn nhường. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Phật đạo Nam Mô A Di Đà Phật.
xin mời đại chúng khả thân chúng lên làm lễ tụng quy Phật. Diệt Thị Bích Ngọc, Trưởng Nam Trần Văn Tý, Diệt Hùng, Diệt A Liên, Diệt Lê Yến, Lễ Yến, Diệt Tu Trân, Diệt Bích Ngọc Hiệp cùng Hiếu Tức Nghĩa Tế, cháu nội cháu ngoại thành tâm thiết lập lệ kỳ nguyện kỳ siêu đức tất chỉ từng Chương Linh Trần Thị Kỳ, pháp danh Diệu Hiếu mãn phần ngày 3 tháng 1 năm 2016 nhằm ngày 4 tháng 11 năm Ất Mùi niên. Hưởng thọ 84 tuổi, nguyện được Phật A Di Đà phóng quang tiếp kiệu lên sự kiên dị tính chủ nay có gia đình. Hiện thê là Nguyễn Đức Di Na, hiện cùng Hiếu Nam Nguyễn Viết Nguyên, Nguyễn Viết Hoàng, Nguyễn Di Na, Nguyễn Thị Bạch Dân, Nguyễn Văn Tha, Nguyễn Văn Thanh Tháo, Cao Thị Ngọc Sương, Trần Thành Hiệp cùng cháu nội cháu ngoại thành tâm thiết lập lễ kỳ Nguyễn Kỳ Siêu. Ngũ thất chỉ từng cho lên Nguyễn Dịch Thuận, pháp danh Minh Đạo, mãn phần ngày 2 tháng 12 năm 2015. Hưởng thọ 82 tuổi, nguyện được Phật A Di Đà phóng quang tiếp kiệu lên sự kiên dị tính chú nay có gia đình Trần Thị Hoa Lâu, Trần Thị Mùi Lan, Trần Thị Hiền Hen, Trần Thị Ngọc Sen, Quách Thị Mi thành tâm tiết năm 1989, hưởng thọ 82 tuổi, và biết điều ông Linh Nguyễn Thị Ngành lại đâu linh tiền và thọ tài hưởng thực nghe tính pháp văn kinh tóc xám mê đồ siêu sanh tịnh độ sự kiên dị tính chú này có gia đình Ni Lan Lê Quan Hiệp cùng Dân Lan Quyền Lan thành tâm thiết lập lễ kỳ nguyện kỳ siêu tâm tất chi từ chu linh Điền Lan Lê Quan phát danh Minh Siêu mãn phần ngày 1 tháng 1 năm 2016, hưởng dương 56 tuổi, lại đau linh tiền mà thọ tài hưởng thực nghe tính pháp văn kinh tóc xá mê đồ siêu sanh tịnh độ thiếu chủ kiền thiền lễ thượng lễ tạ hướng linh Nam Mô
định lực vô thường là thông lệ xưa nay. Những tưởng chừng trăm năm là tuổi thọ, nào ngờ đâu một phút phân kỳ. Đau đớn lòng con chịu phân ly ra đường, thiết lập nơi thờ tự giống giả, từ đây mở lối về. Hỡi ơi đây bát con đầy nắng ước mong, cha mẹ ơi đây ngọc giới, đây lòng đây tình còn động trong tha thiết. Đầy nghĩa sanh thành chúng con trả chưa xong, hiểu chủ kiền thiền cốt cung tấn phàn để con lên bàn cha chấm tăng tuần khám già lễ tạ hướng linh nhị ba nam thiết đạt vị chúng sanh giải cõng thần bảo nga đạo sở hữu điệp dân mặc nhiên tịnh tính tiên đạo tiết lợi kỳ chiếu đạo tràng con đàn kim sứ Việt Nam định cư kêu tiểu ban qua kỳ mất Phật tu hương tiết cung cúng kinh kỳ siêu sử kiếm gia chủ sư cô tích nữ như hậu hiệp cùng gia chủ đảm tiết lợi kỷ niệm kỳ vô kỷ niệm kỳ siêu trương linh quá dàn con má tứ ấp mùi niên tập nhị hoạt tập má nhị tư bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhường bái bạch Tiên Chi Tôn Thiền Đức Tăng Nhà Đông Phàn Sư Tấn. Hôm nay những ngày cuối năm của Đức Tăng các điều lễ tới, Hà Đề Từ chúng con có tổ chức buổi lễ thanh niên. Vì vào giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin đây đầu kính cung thỉnh chư tôn hiền đức từ bi quan niệm quan tâm Phật tiền làm lễ nghiêm hương mật Phật để cầu nguyện cho quốc thế dân an không điều hữu tình và chư vị của huyền thác tổ chúng con được cộng hưởng mưa pháp mà siêu thanh tịnh độ và cầu nguyện cho một năm mới của linh thanh sắp bước đến được nhiều sự an lạc, trái đất mãi xanh tươi. Chư Phật tử, chư đồng bào nơi hải ngoại luôn luôn gần gũi Tam Bảo, ngưỡng mong chân chư tôn hiền đức từ bi quan hiểu và quyết tâm cho chúng con được an nhiên sau đất Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chân chư tôn hiền đức đã từ bi nguyện Phật tất cả cho rồi chúng con làm đệ tử đầu thành tịnh lễ tinh cúng dường tám bái như tam thanh lễ niệm thiền chư tôn hiền đức ngã tăng già chân chư tôn thiền đức cùng thưa chư quý Phật tử, hôm nay những ngày cuối năm
của ác mùi nơi miền Nam California. Tại nơi trong khuôn viên tổ đình chùa Huệ Quang có tổ chức buổi lễ tất niên để buổi cơm cầu nguyện cho những ngày cuối năm và làm một buổi cơm thân mật cho chư tôn thiền đức cũng như chư quý Phật tử cùng nhau có mặt với nhau để gặp mặt hỏi thăm chúc sức khỏe và cầu nguyện cho một năm mới của Bến Thanh đều nhiều được sự hạnh phúc và an lạc. Và đó cũng là lý do cho buổi lễ của ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên bàn chứng minh chúng con được nhận thấy Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Chùa Huệ Quang Hiệu Thượng Minh Hà Mằng cũng quan lâm để chứng minh cho buổi lễ của ngài tất niên hôm nay. Xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của Hòa Thượng Viện Chủ. Và bên cạnh đó có chư tôn thiền đức tăng cũng đến để chứng minh cho buổi lễ của tất niên ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón sự hiện diện của chư tôn thiền đức. Và hai bên cạnh đó chúng ta cũng được nhận thấy chư tôn thiền đức tăng ni, ni trưởng, ni sư, quý sư cô cũng có mặt ngày hôm nay để chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón. Và xin kính chào đón đến tất cả chư quý Phật tử, đồng hương ở khắp gần xa đã có mặt ngày hôm nay để cùng chung dự buổi lễ tất niên vào ngày cuối năm của Ất Mùi. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thiệt là lớn để chào đón toàn thể quý vị có mặt hiện diện ngày hôm nay. Và để bắt đầu, bên cạnh đó, đoàn lăng của chùa Huệ Quang cũng có mặt ở nơi đây để góp vui cho buổi lễ tất niên ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để chào đón đoàn lăng của chùa Huệ Quang ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để bắt đầu cho buổi lễ tất niên được sự trang nghiêm, chúng con xin đê đầu kính cung thỉnh Hòa Thượng Viện Chủ Tổ Đình Chùa Huệ Quang từ bi quan hỷ ban bố vài lời đạo từ để khai mạc buổi lễ chương trình tất niên ngày hôm nay. Chúng con xin đê đầu kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trải dài suốt một năm, chúng ta vừa làm việc Phật sự, vừa tu tập và gắn bó với nhà chùa, cũng như đóng góp từ tài lực cho đến vật lực. Quý vị đã có mặt xuyên suốt nhiều năm tháng. Hôm nay năm Ất Mùi 2015 đã đi qua và năm Ất Mùi chỉ còn một tuần nữa là đón năm mới. Hôm nay là ngày 22 của tháng Chạp rồi. Ngày mai là ngày thứ hai 23 đưa ông Táo. Nhớ là quê hương của chúng ta có những lúc những ngày tháng như vậy rất là bận rộn, lo toan nhiều thứ. Chùa Huệ Quang cũng không ngoại lệ để tổ chức cho cái buổi lễ này. Mặc dù bên ngoài trời mưa gió nhưng mà cũng chúng ta quy tụ ở trong chánh điện này, nhớ đến những người đã đóng góp và xây dựng của chùa này, bỏ công vô đây và tạo dựng cái ngôi chùa rất là khang trang như thế này. Phải nói là tơ tưởng nhìn lại để thấy những người đó xứng đáng là những chúng ta ghi ơn. Còn những người hiện tiền, các sư cô, quý vị Phật tử, thầy cũng thấy có mặt ở đây. Có một số không có mặt ở đây là bởi vì thời tiết đã thay đổi. Chúng tôi xin gửi đến lời cầu chúc trước là cảm ơn quý vị suốt một năm nhiều năm qua, nhất là đạo tràng của chùa Huệ Quang, đạo tràng các cô, các anh, các chị và ban nhạc, cũng như người phóng viên quay hình là anh Pháp Vũ trên chương trình của ở trên YouTube. Pháp Vũ video sẽ ghi nhận trong những năm qua tải lên trên cái đài trên YouTube, thì xin quý vị cũng để ủng hộ và tán dương công đức của anh làm một cách thiện nguyện. Và hình ảnh rất là trang nghiêm và khắp ở Việt Nam cũng đâu đâu cũng được thấy, được nghe, được biết. Và chúng tôi xin cầu chúc cho gia đình của anh được dạng sự dư ý, đạo tâm kiên cố. Và bây giờ đây, để mà bắt đầu cho chương trình của lễ tất niên, trước hết là chúng ta làm lễ chúc thọ
và làm lễ cầu nguyện cho hồi hướng công đức cho ngũ quyền thất tổ, cho những người thờ tự ở tại đây được ân thêm công đức và sớm được giảng sanh về nước Phật. Sau đó là cầu nguyện cầu an cho tất cả dạng dân bá tánh và chúc thọ cho các vị và được lì xì cho những bắt đầu trong ngày đầu của năm mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cung thỉnh chư tôn thiện đức cử hành nghi lễ niệm hương A Di Đà Phật. Xin quý sư cô mình đứng hàng ngang. Đại chúng mình thành kính gửi theo đám mây hương vương pháp các mười phương cúng dường lỗi tam bảo tài trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật thì gia hộ. Hôm nay đạo tràng khai chiến lễ tất niên chúc thọ cho tất cả quý tăng ni đại chúng Phật tử được trưởng thừa công đức cầu nguyện cho thập phương bá tánh vạn dân đều được bình an mọi nơi chốn, tiêu trừ ác nạn người dân khó dùng sâu dùng xa đều được no cơm ấm áo, hiện tiền đại chúng đều được tăng phước tăng thọ ngày đêm tiến tu chỉ đạo nghiệp. Nay có đại chúng tăng đại chúng thiện đại độ sa di huệ đức ni sư như tâm như nghĩa quyền phước nghiêm pháp chân linh như như diệu phẩm sư cô như hậu sư cô ngoại hảo quảng định như hiền như thiết tức sa ni thoát an viên giác chiến hương diệu niệm sư cô diệu tính diệu táo diệu tịnh huệ niệm quyền lý diệu nghĩa diệu hiến Phật tử đức phụng chín mươi ba tuổi đạt tử diệu đức diệu minh khai chúc thuận diệu thuận quán túng tám bảy diệu ngôn diệu hải diệu cho diệu ni ngọc dung tám mươi bảy diệu lành diệu hương diệu diệu tánh diệu nghĩa tám mươi sáu diệu ký nguyên toàn diệu thông diệu hậu nguyên nhãn thủ các chí tâm tâm bội bảy chín triệu bạch tám mươi đồng tâm diệu ý đồng bạch đồng tâm bảy mươi tám ngọc tâm chúc hương nguyên ý bảy tám diệu tụng tâm tâm bảy mươi tám tịnh không diệu tâm diệu hồng diệu bụng quán hạnh bảy bảy diệu hiếu bảy bảy diệu phương bảy mươi sáu minh thọ tâm lý bảy mươi sáu diệu phúc quán lý diệu thiện diệu huê tâm quỳnh quản lai diệu quân nguyễn thị tướng bảy ba từ tâm giác đẹp vốn diệu xuân diệu phúc Phật tử diệu đức tâm quỳnh ngọc tứ châu ngọc tâm hạnh tâm giác bảy mốt quản trực đồng châu hoa bảy mươi diệu ngọc cung diệu phục tám mươi chín diệu cơ xương tâm diễn sáu chín diệu an diệu ngọc diệu nhật tính nhuận lời sáu bảy diệu hoa diệu nhân diệu báo diệu ánh tâm thành sáu sáu diệu phụng sáu sáu diệu báo phổ hoa diệu tâm diệu nguyên nguyễn thể tâm diệu tiết nguyễn thanh diệu thành diệu định hà phúc diệu đức lê thị hoàng nghiêm ánh minh đức minh tuệ sáu mốt nhật nhẫn minh huệ diệu hiền ngọc nguyệt khánh nhật tâm lợi hòa đỗ khánh hòa gia hoài an bùi tích phương hoa minh như hiền diệu ta trần tâm lý xá lâm lâm diệu hiền như hiếu
thiêu diễu hồng bánh cuốc năm bảy diễu tiền quán hạnh năm ba ba nguyên hậu diễu quốc diễu tường diễu ngọc ngọc bích diễu tiết quốc đọc ánh diệu lộc diệu an diệu định nguyện thị mỹ hà quán lâm diệu lý châu chúc đức huệ tôn diệu quan mai trâm diệu âm nguyên tùng thiện tâm diệu thương tâm thanh lương phan tùng nguyễn tâm huệ tấn trương mai nguyệt đạo tràng huệ quan báo thọ báo phước tâm trọng ngọc đài quảng đức diệu tiết tâm hóa diệu thuận diệu ý như hiền minh đức nguyễn thị cúc vũ đức tâm diệu lý phạm thị kim anh bảy mốt huệ quân bốn sáu bích cập năm mai quỳnh long năm sáu trần văn tế giáo lâm quỳnh thị anh tám ba thần thạnh thấy quan lấy quỳnh ngọc nhung lê thị hợp lê trí hoàng hoàng thị ngọc khách toàn thể chư thiện nam tích nữ phật tử nay thầy chư tăng ni ngày cuối năm hồn những công đức này đến cho tất cả phật tử ghi nhận công đức luôn luôn đạo tâm kiên cố ba nghiệp trang nghiêm thanh tịnh sang năm mới được phước huệ trang nghiêm nội lực tràn đầy tính tâm kiên cố nguyện cho ta bốn hội quan quán trị đạo tràng chùa huệ quan chư phật tử nam nữ lớn nhỏ rồi kể cả tất cả những huynh trưởng anh chị em gia đình phật tử các ban các ngành đoàn lâm huệ quan cùng tất cả chư vị thí chủ đều được phước quả liên trường chư thiên long hộ trì ta chư linh đồng đăng bí ngạn nam mô chứng minh sư bồ tát ma đại từ đại bi thương chúng sanh đại hỷ đại xa cứu loài tương thông chiếu sáng từ trang nghiêm đệ từ chí tâm mê mang Thank you.
xuống chúng ta cầu nguyện nha. Mở ra chủ tướng tiên chú chiến yên đề em đề
Thank you.
xin ban cây sọ chuẩn bị chúng ta đem bún lên A Di Đà Phật. Thank you.
Quý vị nào có mua vé hành hương xin vui lòng chúng ta đến bàn thư ký gặp quý sư cô Như Nguyên. Phòng vé bây giờ vẫn còn vé để chúng ta đi hành hương. Quý vị nào muốn đi thì chúng ta sẽ... Và ngày Tết Vĩnh Thanh, sau khi buổi lễ giao thừa xong, Chư Tôn Thiền Đức vào ngày mùng 1 sáng 8 giờ sáng là bắt đầu cho buổi lễ phát lòng, và 9:30 là chúng ta dùng cơm chay thân mật phát cho nhau nghe ở nơi trong khuôn viên chính điện của chùa Huệ Quang vào ngày 1 Tết. Xin kính mời quý vị chư Phật tử đồng hương gần xa của mình cùng đến dự ngày lễ 1 Tết vào ngày 8/2/2016 vào ngày thứ hai Ai Di Đà Phật. Chúng xin kính mời chư quý Phật tử cho một tràng pháo tay thiệt là lớn để bắt đầu cho các buổi khai mạc cao nhạc của chùa Quang sẽ hát bài Niềm Tin Chùa Huệ Quang. Xin kính mời quý vị hãy đi đọc phần. Hạnh phúc đời đời vượt qua nguy gian nan lòng ta chung tin.
nhạc phẩm cũng rất quen thuộc. Nói về xuân, đó là nhạc phẩm Đường Mang Tươi, Tâm Sự Nàng Xuân. Xin quý Phật tử hãy cho Phật tử Quỳnh Hương một tràng pháo tay nho nhỏ. Xin cùng cảm ơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
ngày lễ mùa xưa, lễ tháng niên hôm nay rất là góp mặt rất nhiều các chú ý Phật tử, các ca sĩ đều góp vui cho ngày lễ ngày hôm nay. Quý vị nào muốn góp vui chương trình thêm thì chúng ta cứ bước lên đây, chúng ta đăng ký hát những bài hát để thiến tặng cho nhau để chúng ta vào ngày lễ tháng niên ngày hôm nay. Và năm cũ sắp sửa đi, năm mới sắp sửa tới, nên nhà bếp trong ban trại sò của chùa Huệ Quang rất cần những cái dụng cụ để làm bếp, nên quý đức xin cũng như ban trại sò của chùa Huệ Quang xin quý vị chúng ta người góp một ít để chúng ta mua nồi niêu chảo mới thêm để phục vụ cho ban trại sò nhiều hơn, để phục vụ cho quý vị trong đạo tràng của chùa Huệ Quang sẽ cần thu gom cho quý vị nào muốn dường cho nồi niêu cho nhà bếp của chùa Huệ Quang ở Di Đà Phật. Và bên cạnh đó, thực phẩm của ngày hôm nay có bún bò Huế chay để hiến tặng cho quý vị. Xin quý vị chúng ta vừa ăn bún, chúng ta vừa nghe văn nghệ và chúng ta đừng những cái đồ vật tù trong nhà bếp mới hơn nữa để phục vụ cho ban trại sò thực phẩm cha để chúng ta Di Đà Phật. Xin kính mời. Và sau đây là bài hát của Phượng Tây Di Đà Phật. Hôm nay là ngày lễ tất niên, con sẽ thắp nén dường đến các tăng ni cùng các Phật tử có mặt tại chùa hôm nay, cũng xin chúc cho tất cả thân tâm tự an lạc, vạn sự như ý muốn. A Di Đà Phật. Trong khi cô Phượng đang hát ca đồng chánh chiều sinh thì cô Pháp Dân sẽ đi là xin những cái tiền để chờ mua đồ vật dụng của nhà bếp. Xin quý vị quan hệ nha, chúng ta mùa sinh vui tất niên, chúng ta mở cái hồng bao của mình ra một chút nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, tiếp theo cô Diệu Hỷ đây sẽ hát bài Vui Trong Ánh Đạo. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật là lớn để vui lòng tinh thần cho cô Diệu Hỷ. Phật tử, ngay cả quý vị ở đây,
cũng thêm làm cho gia đình của chúng con, ba của chúng con nên người đức phận, thì lời các cô nhỏ nhỏ đó là chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Nhà phẩm của con xin gửi đến đó là nhà phẩm Cánh Thiện Đầu Xuân. Xuân đến rồi đấy, nào ai biết không?
nối chương trình buổi tất niên hôm nay, ca sĩ Hồ Như Thị để giúp vui buổi hôm nay qua bài ca Áo Mới Cà Mau. Xin quý Phật tử cho một tràng pháo tay để cổ vũ ca sĩ Hồ Như Thị. Oh,
Con em Phật, thay mặt cho tổ đình chùa Huệ Quang xin chân cảm ơn chư tôn thiện đức, cảm ơn quý Phật tử đã có mặt ngày hôm nay để dự lễ tắc niên 2015 tại nơi Tháp Mùi và đón tiếp một năm tốt thanh rất nhiều sự hạnh phúc, nhiều sự an lạc hơn. Và xin thông báo là lễ Tết Giao Thừa của nhà chùa Huệ Quang sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều ngày 7 tháng 2 năm 2016. Xin kính mời quý vị chúng ta đến đây dự buổi lễ Giao Thừa tại nơi tổ đình chùa Huệ Quang trong công viên. Chúng ta buổi lễ sẽ bắt đầu từ 5 giờ chiều, buổi lễ sám hối cho chị dài chương trình văn nghệ lễ Tết Giao Thừa cho tới 1-2 giờ sáng của năm mới của mùng 1 Tết, và sáng mùng 1 Tết là phát lộc cho đầu năm tại nơi trong công viên để chùa Huệ Quang. 9:30 sáng mùng 1 là chúng ta dùng con trai thân mật với nhà chùa cũng về lắng nghe học văn nghệ. Và chuyến hành hương đó vào ngày 13 tháng 2 năm 2016, và chuyến của San Diego là vào ngày 20 tháng 2 năm 2016. Quý vị nào có nguyện thì chúng ta đi hành hương của những ngày đầu năm thánh lễ chư tôn thiện đức, xin quý vị đến chùa Huệ Quang nên nhận phẩm xin kính thông báo. Và bây giờ một lần nữa thay mặt cho tổ đình chùa Huệ Quang, tất cả các ban ngành của nhà chùa xin kính chúc quý vị được một năm mới được tràn đầy hạnh phúc, nhiều sự an lạc, nhiều sự hạnh phúc, nhiều sự sung bày và phát lộc phát tài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kết thúc chương trình chùa Huệ Quang, kết thúc chương trình.